Chào tất cả anh em, thì cũng còn khá nhiều câu hỏi liên quan đến mã pin. Thì mình có một cái thắc mắc rất là buồn cười là nhiều người vẫn đang hỏi mình rằng là cả làng ở chỗ của mình làm YouTube à mà sao nhiều mã pin như thế này? Tại vì sao mọi người lại hỏi như vậy? Tại vì tất cả những mã pin đều là địa chỉ nhà mình hết. Tất cả mã pin đều là địa chỉ nhà mình hết. Thế nên bạn nào cũng hỏi, ai cũng hỏi. Bằng này cái mã pin đều là địa chỉ nhà mình hết. Thì các bác có hỏi là sao cả làng nhà ông làm YouTube à hay như nào mà sao nhiều mã pin thế? Thì mình xin khẳng định là một lần nữa, đây là những mã pin mà mình đã hỗ trợ cho những kênh bị lỗi. Đây nhá, đây là những cái kênh nó bị lỗi, mình sửa lỗi cho những kênh đó. Và mình lấy mã pin giúp về nhà mình để cho nó nhanh, nó tiện lợi. Cho nên là tất cả những cái tên này đều khác nhau này. Chỉ có duy nhất cái địa chỉ, số điện thoại và mã bưu điện là của nhà mình thôi. Tại vì mình nhận về nhà mình thì tất nhiên là phải điền thông tin của chính bản thân mình. Đi địa chỉ nhà mình ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định, rồi số điện thoại như vậy đấy. Thì là anh em cứ nhìn thấy những cái như này là của mình hết nhá. Mình nhận giúp anh em về nhà mình thôi cho nó nhanh, chứ không phải là làng mình làm YouTube, mà đây là tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc, tất cả những người mình đã, đây gọi là một phần nào đó những cái người mình đã giúp thôi, còn phần đa là mình vẫn để cho người ta tự nhận mã pin ở tại nhà người ta. Thì mình sẽ làm thủ tục cho mã pin về tận nhà người ta muốn tự nhận và tự bóc. Còn ở đây mình không muốn là vấn đề nó lạc đi nhiều nhiều quá, hay là nhiều người ta sợ lạc ấy, người ta nhờ mình nhận giúp về trong nhà mình thôi, cho nên mình nhận giúp về. Còn hỏi tại sao mình không xé ra, mình vẫn biết mã pin bao nhiêu, mình sẽ ghi vào góc này, góc sau này. Đó thì mình sẽ lấy cái đèn pin đằng sau này. Đấy, mình chiếu lên như thế này. Mình soi này. Cái mã ở góc sau này. Là mình sẽ nhìn thấy cái mã của nó, và khi đó mình sẽ ghi ra giấy và mình sẽ đăng lên Zalo, mình bảo là những cái mã pin này của ai thì vào nhận, tại vì nhiều quá mình không thể nhớ được. Một ngày mình nhắn tin với cả mấy chục người cơ, cho nên là đôi khi mình không thể nhớ được cái mã pin này là của ai, rồi là tên tuổi như thế nào, đôi khi là cái tên Zalo nó khác, mà cái tên của cái mã pin này xe này nó khác, cho nên là nó không trùng nhau, cho nên mình không thể nhớ được là của ai. Bắt buộc mình phải đăng lên để mình hỏi xem là cái này là của ai thì vào nhận, để mình ghi mã pin cho. Đây là tất cả những mã pin này mình ghi vào đây, tên xong này mình ghi ra sau, mã pin ở sau này đó, ví dụ tên đây đúng không, mã pin ghi sau này, mình trích nhỏ đằng sau đó, mã pin đây mình ghi sau này. Hôm nay nhận được 4 cái, gửi từ hôm 19 mà ngày hôm nay 20 nhận được, là nhìn số 19 chưa, 19 tháng 4 2023, 19 tháng 4 2023 chưa. Đấy, chỉ có đúng một ngày về đến đây nhá, không phải đến 2 ngày, cứ gọi như là 2 ngày đi, còn không bước sang ngày thứ ba đều là ngày 19 tháng 4 hết, là đều về nhận được đến nhà mình. Cho nên là mình muốn anh em lưu ý một vấn đề nhỏ nữa, đó liên quan vấn đề AdSense, đó chính là AdSense nó càng ngày nó càng khó, cho nên là ai thật sự biết cách làm hoặc là tìm hiểu đúng cách thì hãy làm, không thì đừng có đụng vào làm cái gì cả, nhờ những người có kinh nghiệm người ta làm cho. Tại vì bây giờ nó khác xưa rất rất là nhiều rồi, cho nên là không phải là cứ thích làm xong hỏng làm lại đâu, làm lại nó sẽ có những cái vết để lại, và khi đó là cái máy tính của mình này, cái đường truyền internet của mình này, cái kênh của mình sẽ có những cái vết nó không được tốt trên hồ sơ của hệ thống Google, cho nên là mình cố gắng làm sao mình đừng để tình trạng nó bị thế này bị thế kia, rồi là mình cứ chồng chéo lên nhau, chồng chéo lên nhau đến lúc mà không thể xử lý được nữa thì mới nhờ những người có kinh nghiệm. Thì khi đó chi phí thứ nhất là sẽ rất là đắt, thậm chí gấp đôi gấp 3 lần. Cái thứ hai là cái vết trên hồ sơ máy tính của mình, rồi là những cái đường truyền internet và kẻ kinh của mình nữa, nó cũng bị ảnh hưởng phần nào đó, lần sau mình làm lại rất là khó. Cái thứ ba mà anh em vất vả nhất đó chính là chờ, thật sự chờ rất rất là lâu chứ không phải là nhanh. Ngày xưa lỗi 32 ngày còn fix được, xong bây giờ không fix được lỗi 32 ngày nữa. Cái tiếp theo là khi mà anh em đăng ký một tài khoản AdSense mới để gắn vào kênh thì lại phải chờ tiếp tục thêm 10 ngày nữa, tức là anh em sẽ phải chờ ít nhất 42 ngày thì anh em mới gọi là có một cái tài khoản AdSense gắn vào kênh để cho nó không bị tắt kiếm tiền. Và sau đó lại mòn mỏi dài cổ chờ vấn đề là đủ điều kiện để nhận mã cái mail báo xác minh danh tính thì mới xác minh được. Khi anh em không biết xác minh thì lại tiếp tục xịt và tiếp tục chờ thêm 42 ngày nữa. Cứ như vậy anh em có thể là anh em sẽ tiếc một vài nghìn, một vài đồng, với anh em có thể là to, nhưng mà với kênh của anh em đã phấn đấu bao nhiêu ngày tháng năm rồi mới được một cái kênh như vậy. Và đến ngày mình xác minh thì không làm được nữa, rồi sau đó cứ chờ đợi làm đi làm lại là mệt mỏi. Mà trong khi đó là mình sẽ không còn một cái ý chí gì nữa để làm video, rồi là làm một cái, bất kể một cái gì nữa, có thể là mình sẽ bỏ cuộc. Anh em làm sao mà mình cố gắng mình gọi là bớt ăn bớt tiêu ra một chút, nhờ những người có kinh nghiệm người ta làm cho, thì có thể là anh em sẽ suôn sẻ trong mọi vấn đề làm kênh. Người ta không phải là làm khó anh em đâu, hay là bắt bẻ anh em đâu, nhưng thực sự là bây giờ nó rất là khó, cho nên là người ta cũng phải vất vả, người ta lao động bằng chất xám, người ta phải nghiên cứu thì người ta mới có thể là khắc phục những lỗi đấy cho anh em được, chứ không phải tự nhiên người ta làm được, cho nên là người ta lấy công là điều bình thường. Còn không phải là cứ giúp những cái gì đơn giản thì mình giúp được, còn những cái gì đã liên quan đến vấn đề chất xám rồi, kiến thức của người ta rồi thì người ta phải lấy tiền.